Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam tổ chức hội thảo về cơ chế đầy đủ công suất cho thị trường điện Việt Nam với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và ông Asim Fox, quyền Giám đốc VKB tại Việt Nam. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, trong nhiều năm qua, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cao trên 10% một năm, ngành điện đã phải đầu tư lớn khoảng 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ một năm. Và để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cứ 10 năm một lần, Việt Nam xây dựng một quy hoạch cứng về phát triển điện lực quốc gia nguồn. Tại hội thảo, ông Asim Fox, quyền giám đốc VKB tại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua trên tất cả các mặt hạ tầng, phát điện, truyền tải, và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đầu tư hiệu quả hệ thống điện, tiếp cận điện cho phát triển sản xuất công nông nghiệp, nhu cầu sử dụng điện của người dân, v.v. Trong thời gian qua, VKB cũng đã có đóng góp cho ngành điện Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, xây dựng cơ chế chính sách. Tại hội thảo, vấn đề quan trọng được đề cập đó là những năm tới phụ tải ở Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, do đó cơ chế đầy đủ công suất, CAM sẽ được áp dụng như thế nào tại Việt Nam để hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế tại Việt Nam. Hội thảo cũng giới thiệu tổng quan về cơ chế CAM và kinh nghiệm quốc tế, cũng như đề xuất thiết kế cơ chế CAM áp dụng cho Việt Nam.